Bão Trà My tăng cấp liên tục, di chuyển nhanh về phía Biển Đông. Trường Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Khởi tố vụ án chém hai người tử vong ở Quảng Bình. Sạt lở liên tục, trụ sở 4 cơ quan ở Quảng Ngãi bị uy hiếp khi cả quả núi nứt nẻ. Phát hiện đáng sợ trong ngôi nhà, thi thể đôi nam nữ nằm chồng lên nhau. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Bão Trà My tăng cấp liên tục, di chuyển nhanh về phía Biển Đông. Bão Trà My đang gia tăng sức mạnh và di chuyển với tốc độ đáng kể, dự báo sẽ tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới. Tính đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, tâm bão đã xuất hiện trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines tại tọa độ 13,5 độ vĩ Bắc và 126,5 độ kinh Đông. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng áp thấp nhiệt đới đã được nâng cấp thành bão mang tên quốc tế là Trà My. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão hiện đang ở cấp 8, tương đương với 62 đến 74 km/h và có thể giật lên đến cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h, cho thấy sự di chuyển nhanh và khả năng ảnh hưởng lớn đến các khu vực xung quanh. Dự báo cho thấy, trong vòng 72 đến 120 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ tương tự, đồng thời cường độ có khả năng gia tăng. Điều này sẽ tạo ra những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là gió mạnh cấp 6, 7 ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông. Từ sáng ngày 24 tháng 10, cường độ của bão Trà My được dự báo sẽ nâng lên cấp 8, 9 và vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10, 11, với những cơn gió giật có thể lên đến cấp 14. Sóng biển sẽ trở nên dữ dội, cao từ 4 đến 6 mét và ở vùng gần tâm bão, sóng có thể đạt 6 đến 8 mét. Biển động sẽ diễn ra ở mức độ nghiêm trọng, gây khó khăn cho mọi hoạt động trên biển. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng biển bị ảnh hưởng bởi bão cần phải được theo dõi chặt chẽ và có biện pháp ứng phó kịp thời. Sự hiện diện của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn sẽ gia tăng nguy cơ tai nạn, đe dọa đến an toàn của con người và tài sản. Tình hình cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, 7 và từ sáng 24 tháng 10, gió sẽ tăng lên cấp 8, 9. Gần tâm bão, gió có thể đạt cấp 10, 11, giật cấp 14, trong khi sóng biển có thể cao từ 4 đến 6 mét và vùng gần tâm bão có thể đạt 6 đến 8 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro từ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Để ứng phó với tình hình bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát đi công điện, yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và bão Trà My, đồng thời triển khai lực lượng, ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Tính từ đầu năm, Biển Đông đã có 5 cơn bão, trong đó bão Yagi đã gây thiệt hại lớn khi đạt sức mạnh cấp 14 và giật cấp 17 khi vào đất liền Quảng Ninh, làm 344 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 81.000 tỷ đồng. Các tỉnh như Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái và Quảng Ninh đều ghi nhận số người tử vong và mất tích cao. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã dự đoán trong những tháng còn lại của năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn mức trung bình nhiều năm, với khoảng 4-5 cơn trên Biển Đông và 2-3 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Bão Trà My được xem là một trong những cơn bão đáng chú ý trong thời gian tới. Trường Đại học Luật Hà Nội đang thu hồi bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Trường Đại học Luật Hà Nội đang làm các thủ tục pháp lý hủy kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Trưa 22 tháng 10, trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đang tiến hành các thủ tục pháp lý hủy kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Qua sự việc, Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Như đã đưa tin, tối 21 tháng 10, theo báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin về kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt theo quy trình kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật. Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp. Ông Vương Tấn Việt cũng thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông qua giấy giới thiệu 856/GGT-TGCP về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả ra soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau: không có tên trong danh sách dự thi và bản ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Học viên Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, sinh năm 1959, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội. Năm 2017, ông Thích Chân Quang trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ Đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Luật Hà Nội, mở tại trường Cao đẳng Bách Việt, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông Thích Chân Quang được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học theo quyết định 140/QĐ-DHLHN ngày 15 tháng 1 năm 2019 của trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi. Tháng 11 năm 2019, vị này trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023 theo quyết định 4567/QĐ-DHLHN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh theo quyết định 5114/QĐ-DHLHN của trường Đại học Luật Hà Nội, ngành luật hiến pháp hành chính. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ luật, ngành luật hiến pháp hành chính theo quyết định 1141/QĐ-DHLHN của trường Đại học Luật Hà Nội. Khởi tố vụ án chém hai người tử vong ở Quảng Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ việc một nhóm người ra tay khiến hai người tử vong xảy ra ở Quảng Bình. Ngày 21 tháng 10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch, Đồng Hới. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để xử lý nghiêm những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định, nhóm 4 thanh thiếu niên gồm HVP 16 tuổi, NVH 16 tuổi, NVB 16 tuổi và HMD 15 tuổi cùng ngụ tại xã Quảng Thiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, đi từ nhà đến quán tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch để ăn uống. Tại đây, 4 thanh niên nói trên gặp nhóm 4 thanh niên khác cùng ngụ tại huyện Bố Trạch, ngồi tại quán và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm 4 thanh niên ngụ tại huyện Bố Trạch đã gọi điện thoại cho 7 thanh niên khác cùng hỗ trợ. Một số thanh niên ngụ tại huyện Bố Trạch mang theo hung khí và đi 5 xe mô tô đến tập hợp và đứng chờ cách quán ăn một đoạn để chặn đánh. Khi nhóm thanh thiếu niên ngụ tại xã Ba Đồn đi 2 xe mô tô rời khỏi quán thì bị nhóm thanh niên tại huyện Bố Trạch dùng hung khí rượt đuổi.
Đến địa phận tiểu khu 9, thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch, thì nhóm thanh niên Bố Trạch đuổi kịp và dùng hung khí chém vào tay của NVH, người điều khiển xe mô tô, làm xe mất lái đâm vào cột điện. Hậu quả NVB bị tử vong tại chỗ, HVP bị thương được đưa đi cấp cứu thì tử vong và NVH bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Khoảnh khắc kinh hoàng, ô tô rơi xuống vực đèo Bảo Lộc khiến hai người thương vong. Chiều 21 tháng 10, một chiếc ô tô 5 chỗ đã lao xuống vực sâu gần 50 mét trên đèo Bảo Lộc. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút khi người đi đường thông báo với cảnh sát về chiếc xe rơi xuống vực trên quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Đại Lào. Khu vực xảy ra tai nạn không có hộ lan và có mưa lúc đó. Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động xe thang cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Họ đu dây xuống vực để tiếp cận chiếc ô tô bị biến dạng với phần đầu và cửa móp méo. Trong xe, một người đàn ông 38 tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong, trong khi một phụ nữ 39 tuổi từ Đồng Tháp bị thương. Nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng, cách hiện trường khoảng 20 km. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, nằm trên quốc lộ 20, nổi tiếng với nhiều đoạn cua gấp và dốc cao, là một trong những cung đường nguy hiểm cho tài xế. Nóng, Thành phố Hồ Chí Minh công bố bảng giá đất mới, giá cao nhất 687,2 triệu đồng một mét vuông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định số 79/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó, bảng giá đất điều chỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với giá đất tại quyết định số 02/2020. Giá đất điều chỉnh tăng khoảng 4 đến 38 lần so với giá được quy định tại quyết định 02/2020. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 có giá lên đến 687,2 triệu đồng một mét vuông, tăng hơn 4 lần so với bảng giá chưa sửa đổi. Đường Hàm Nghi, đường Hàng Thuyên, quận 1 cũng có mức giá khoảng 430 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng 4 lần so với bảng giá cũ. Một số tuyến đường tại huyện Hóc Môn cũng tăng nhiều lần so với bảng giá cũ. Điển hình đoạn đường song hành quốc lộ 22 tăng hơn 38 lần so với giá trước đây. Giá đất ở khu vực Cần Giờ tương đối thấp hơn một số quận huyện khác. Điển hình tại khu dân cư ấp Thiền Liền có giá là 2,3 triệu đồng một mét vuông. Khu dân cư Thạnh Bình, khu dân cư Thạnh Hòa có giá là 3 triệu đồng một mét vuông. Sạt lở liên tục, trụ sở 4 cơ quan ở Quảng Ngãi bị uy hiếp khi cả quả núi nứt nẻ. Trụ sở 4 cơ quan ở huyện Sơn Tây nằm dưới chân núi có vết nứt kéo theo nguy cơ sạt lở, vùi lấp. Ngày 22 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết nhiều trụ sở cơ quan của huyện này đang nằm dưới chân núi sạt lở có nguy cơ mất an toàn. Các cơ quan bị uy hiếp gồm Phòng Tài chính, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và một khu tập thể với tất cả 43 cán bộ, nhân viên. Trong đó, số cán bộ làm việc tại Phòng Tài chính là 4 người, 2 người làm việc tại Liên đoàn Lao động, 9 người làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và khu tập thể có 28 người. Hiện trạng của sườn núi phía sau 4 trụ sở cơ quan, khu tập thể ở huyện Sơn Tây bị sạt lở và có vết nứt, nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ, chi chít dọc theo sườn núi. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Sơn Tây bị đe dọa cao nhất vì vết sạt lở nằm ngay trên đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây cho hay, trước đây đã từng xảy ra sạt lở núi và vùi lấp một phần tường, sân của các cơ quan trên. Hiện, nguy cơ sạt lở núi vẫn đang rất lớn. Trước thực tế này, để đảm bảo an toàn cho các cán bộ, nhân viên và người dân khi đến làm việc tại các cơ quan trên, nhất là trong thời điểm thời tiết có mưa lớn, chính quyền địa phương có phương án tạm thời là yêu cầu đóng cửa toàn bộ và chuyển nơi làm việc sang một địa điểm khác. Về giải pháp khắc phục nguy cơ sạt lở vùi lấp các trụ sở cơ quan trên, ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện Sơn Tây cho hay, thực tế tại khu vực này, nếu thực hiện giải pháp làm tường, rào chắn cần kinh phí rất lớn, song cũng không thể đảm bảo chắc chắn được. Vì vậy, trong thời gian đến, Ban Quản lý Dự án sẽ tính toán kỹ để tham mưu cho huyện đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. Do đặc thù huyện miền núi, huyện Sơn Tây phải bạt một phần chân núi ở xã Sơn Mùa để xây dựng các trụ sở, cơ quan. Trong quá trình xây dựng có làm tường, rào chắn bảo vệ, tránh nguy cơ sạt lở vùi lấp các cơ quan này. Tuy nhiên, trong hai đợt mưa lớn vào năm 2019 và 2022, hàng ngàn mét khối đất nằm phía trên núi đã bất ngờ sụt và tràn xuống phá tan tường rào bảo vệ phía sau.
Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở là thời gian nghỉ nên không gây thương vong cho số cán bộ, nhân viên và người đến làm việc tại cơ quan này. Ngày 22 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ thi thể đôi nam nữ được phát hiện trong một căn nhà ở ấp Hương Quế, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thông tin ban đầu khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 10, người dân phát hiện ông DHT, tên viết tắt 35 tuổi, và bà NTMC, tên viết tắt 32 tuổi, tử vong trong nhà ở ấp Hương Quế. Ở hiện trường, hai thi thể nằm chồng lên nhau. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ và các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của hai người này. Được biết, hai nạn nhân sống trong căn nhà trên khoảng một năm nay. Chị C làm nghề may đồ, còn ông T đi làm ở một công ty. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.